Sau khi chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho chức Tổng thống, ông Joe Biden mở cuộc tấn công chính trị đối thủ của ông bên đảng Cộng Hòa là Tổng thống Donald Trump. Ông tập trung chỉ trích những gì ông nói là Tổng thống không có khả năng ngăn chặn đại dịch virus corona ở Hoa Kỳ. Tổng thống đương nhiệm của chúng ta đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất của mình đối với quốc gia. Ông ấy đã thất bại trong việc bảo vệ chúng ta. Ông ấy đã thất bại trong việc bảo vệ nước Mỹ. Hỡi đồng bào, điều đó không thể tha thứ được. Trong 4 ngày đại hội đảng Dân Chủ, cử tòa tham gia từ xa trên mạng để phòng tránh lây nhiễm virus corona. Các diễn giả nổi tiếng đã nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng hiện hữu do đại dịch gây ra, mà đến nay nó đã cướp đi sinh mạng của hơn 174.000 người Mỹ, gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng và làm cho 30 triệu người thất nghiệp. Họ cho biết đại dịch còn làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng chủng tộc trên đất nước khi mà các cộng đồng thiểu số phải chịu tỷ lệ tử vong và thất nghiệp cao hơn. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là ảnh hưởng của sự phân biệt chủng tộc mang tính cấu trúc. Họ tố cáo ông Trump là người thiếu quan tâm. Thành Rome cháy mặc kệ, hoàng đế Nero vẫn chơi đàn, Trump đi đánh gôn. Không đủ năng lực. Donald Trump không thạo việc được bởi vì ông ấy không có khả năng. Và không có khả năng lãnh đạo hiệu quả. Đơn giản, ông ấy không thể là người mà chúng ta cần cho chức năng chúng ta giao phó, thực tế cho thấy. Ngược lại, Tổng thống Trump cố gắng nêu bật lên rằng cuộc bầu cử là để xem ai là người có khả năng tái thiết nền kinh tế tốt nhất. Tổng thống đương nhiệm 74 tuổi công kích ông Biden, 77 tuổi, như là một người yếu đuối dẫn đầu các đảng viên theo chủ nghĩa xã hội với ý định tăng thuế và những người thích toàn cầu hóa thương mại tự do muốn chuyển công ăn việc làm ra nước ngoài. Me, we, we're the wall. Tôi, chúng tôi là bức tường bảo vệ giấc mơ Mỹ khỏi sự điên rồ và sự tàn phá đất nước vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới này. Trong bài phát biểu nhận đề cử, ông Biden nhấn mạnh ông sẽ ưu tiên các biện pháp mạnh để giảm thiểu đại dịch là điều cần thiết trước khi hoạt động kinh doanh trở lại bình thường. Chúng ta sẽ không bao giờ đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng, chúng ta sẽ không bao giờ đưa con em trở lại trường học an toàn được, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ trở lại bình thường được cho đến khi chúng ta đối phó được với con virus này. Trong khi đại hội đảng Dân Chủ cũng nêu bật sự đa dạng và đoàn kết sắc tộc, các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử này có thể sẽ là cuộc trưng cầu dân ý về Tổng thống Trump và đại dịch virus corona có thể là yếu tố quyết định.